Shop app Free Fire Liên Quân, nick Liên Quân 247.com, cơ hội nhận ngay app VIP chỉ với 50k. Ôi bán lộ, thôi xong, bán lộ rồi nha em ơi. Lộ vị trí rồi các bạn ơi. Không sao cả. Ngại gì lộ vị trí thì kẹo chơi luôn nhá. Ôi các bạn ơi. Các bạn ơi. Bắn gì vậy? Ôi, các bạn làm gì vậy? Ôi. Một đứa ở ngoài nữa à? Thôi kệ anh em ơi. Kẹo cứ lút đổ trong cái đá nào. Cứ lút đổ ở trong cái đá nha anh em ơi. Ôi. Bắn nhau ghê vậy các bạn. Các bạn làm mình sợ đấy nhá. Thêm được đạn tử liên này, ngon. Đổi qua M4A1 thôi nha. Ui. Bên trên có vẻ như là xử nhau hơi bị can đấy. Kẹo lên ở góc vui lên nhỉ. Làm sao mình phải ngại các bạn cơ. Wow, để coi. Úi dồi ôi. Hey. À đây, trên này nha mày. Đậu xanh. Đây à. Úi dồi ôi đây à. Úi dồi ôi. Úi dồi ôi đây à. Ui. Đây à. Xanh mộ cho bạn ơi. Tự kêu mình mà dễ à. Đây kẹo sẽ còn máu cái đã nha mày. Hôm nay thì 11 giờ thì kẹo sẽ off live stream nha anh em ơi. Ok. Đó, cuốn máu cho đàng hoàng cái đã. Rồi. Mình sẽ đổi qua farm mắt luôn nhé anh em. Ok, tuyệt vời, ngon. Không biết là có thêm đại tử liên có đã anh em ạ. Không có gì cả này, buồn ghê ta. Hình như là còn một đứa ở ngay phía tròi nữa thì phải anh em ơi. Kẹo không chắc nữa cơ. Không có ai cả. Bên dưới này thì có tận là hai xe xanh cơ. Mình chạy xe xanh nào đi xe mạng cũng được nhá. Lựa đại một xe đi. Trước hết là mình sẽ vào tạm nhà này. Lần lờ quay mấy khu này coi này. Xem là có thêm máu hay chưa đấy. Bơm để máu luôn anh em ơi. Hello, cảm ơn tất cả mọi người. À nữa này. Nói rồi nha mày. Nó ngay chỗ kia. Ui. Đậu xe mày đây. Ui. Bạn ơi, mình sợ bạn ấy nhá. Bắn cao mày hả? Ai chơi hả bạn ơi? Nó chạy này. Nó chạy này nhá mày. Có bạn này gì à? Qua wow, để coi đây. Mày đây bạn ơi. Bạn tính chạy đâu? Bạn tính chạy đâu vậy hả? Ui, nó chạy này. What the hell? Phía trên cũng có người nhá. Chạy đâu vậy bạn? Thôi kệ, có lẽ là mình sẽ lên tạm xe cái đã anh em ơi. Lên xe để săn người cho dễ này. Ồ, tiếng chân anh em ơi. Nó đây à? Mày đây à? Ui, mày chơi với anh à? Mày tưởng là chơi với anh mà dễ hả mày? Nào, qua đây em ơi. Không qua thì anh qua nhé. Ui. Qua đây em, đúng rồi, qua đây em. Mày không qua thì anh qua nhé. Ui, cái đậu xanh. Cứ bị ngu rồi, ui. Choáng à? Đậu xanh, ui. Choáng à? Ui, đậu xanh, ui, choáng à? Ui, đậu xanh, choáng à? Ui. Đậu xanh choáng à? Choáng à? À. Mày tưởng là chưa bom choáng thì anh không chơi được em à? À đâu? Anh không chơi được mày à? Bom choáng hả em? Úi dồi, làm quả bom choáng tôi sấy túi bụi. Đấy. Đừng tưởng bom choáng là ngon nha. Sấy tan cả bom choáng lên anh em ạ. Kẹo không ngại nha. Rồi nha các bạn ơi. Đây. Tiếp tục lên xe và săn mạng thôi. Ngại gì hả anh em? Ngại gì mà không lên xe nhỉ các bạn ơi, đây cậu. Lên luôn và chạy luôn nào. Như vậy là còn lại 23 mạng nữa ở trong cái vài đấu này nha các bạn ơi. Lên trên nào các bạn ơi. Wow. À đây, thằng nào chạy sang đây. Em ơi đứng lại em ơi. Em ơi đừng có chạy em ơi, đứng lại đi em ơi, đừng chạy em ơi. Ui. Chạy ghê vậy hả? Wow. Đứng lại đi em ơi, đừng chạy. Ui. Mày tưởng mày chạy được với anh à? À mình đuổi theo nó luôn anh em ạ. Nào. Nào. Đứng lại đi. Ui. Nó chạy ngang mình này. Em ơi. Đứng lại em ơi. Ui. Chạy cái vẽ chơi. Đứng lại đi bạn ơi. Đừng có chạy bạn ơi. À. Mình phải chặn đầu xe nó cái đã anh em ơi. What the hell. Thích đua xe hả em? Thằng này đâm ra nó lại thích đua xe anh em ạ. Ok. Đua xe thì đua xe. Ui. Mình chơi ngu rồi các bạn ơi.
Ê bạn ơi đợi mình với, xem mình chạy hay ngu rồi. Bạn ơi đừng chạy, đợi mình với. Ui, lao xe xuống dưới rồi hả anh em? Xuống xe, xuống xe, xuống xe. Ui, headshot cho em ơi. Đã bảo rồi đừng có chạy mà em. Thích chạy à? Thích chạy xe hả em? Say mộ cho em. Ok, và mình sẽ lượm thêm hai túi máu nữa nha các bạn ơi. Tuyệt vời. Lấy xe này chạy đi sa mạc luôn, ngại gì mà không chạy. 5 máu mình cũng ơn luôn anh em ơi. Bởi vì là nhiều máu thì anh em mới tự tin chiến thắng được anh em ạ. Đấy, ít máu làm sao tự tin mà sấy được. Ok, như vậy thì hiện tại trong cái ván đấu này còn lại đó là 19 người chơi nữa này. Cố lên nào các bạn ơi. Ui ui, hơi lag rồi anh em ơi, hơi lag anh em ơi. Anh em chỉ kẹo xỉ nhá. Hơi lag các bạn, đây đây. Mình sẽ xem kết nối lại cái kết nối nào anh em ơi. Hơi lag rồi đây. Anh em chỉ kẹo xỉ nhá. Ok anh em ơi. Quầy đậu xanh. Nó lợi dụng lúc mình lag là bắn mình này. Lợi dụng lúc mình lag là bắn mình này. Cái đậu xanh anh em ạ. What the hell, không để mình bơm máu à? Có dầu cả đêm ơi. Câu liệu chưa tới đâu em ơi. Nó lợi dụng lúc mình lát là bắn mình này. Đậu xanh anh em ơi. Bây giờ thì đã ổn hơn rồi nha các bạn ơi. Nó ngay phía trên này. À đậu xanh. Ngay phía trên à? Tưởng phía trên mà ngon à? Úi dồi. Gắt quá mà anh em. Bây giờ mình đứng chỗ nào cho ok nhỉ anh em? Giật chân cầu đi. Bắn đi, bắn đi. Bắn đi, bắn đi. Nào bắn đi. Bắn đi. Đúng rồi bắn đi. Hộ cái. Bắn đi. Qua đây, qua đây. Qua đây mà bắn đi. Qua đây, qua đây này. Có giỏi qua đây. Có giỏi qua đây. Có giỏi qua đây. Có giỏi qua đây bạn ơi. Nào, qua đây. Giỏi thì qua đây. Ui. Giỏi thì qua đây, giỏi thì qua đây. À, nó gạ mình này, nó gạ mình này. Nó lừa mình nha mày, nó gạ mình này. Có giỏi thì qua đây em ơi. Nào, anh thách chủ luôn nhá. Có giỏi thì qua đây em ơi. Có giỏi qua đây này. Nào. Nó không dám anh em ạ, nó không dám đâu. Thấy không dám đâu, nào. Không dám hả em? Ui dồi ôi em ơi. Mày tuổi gì với anh? Mày tuổi gì với anh nào? Ui, nó lên xe chạy anh em này. Mày tuổi gì với anh? Xuống xe. Xuống xe mày, xuống xe. Mày vừa xuống xe anh nhỉ? Xuống xe, xuống xe. Anh bảo là xuống xe cơ mà, mày không xuống xe à? Hình như là nó xuống xe rồi anh em ạ. Anh lại xấy cho nát xe, bây giờ không xuống xe mới lạ đấy. Nào. Hey. Đâu rồi em? Không biết là chỗ nào rồi anh em ạ. Ok. Nó đâu rồi các bạn ạ? Chạy nhanh thật. Wow. Chắc là mình kẹt nó thôi. À nó lại lên xe này. À mày lừa anh à? Mày lừa anh à? Mày lại lên xe à? Ok. Hay lắm em ạ. Đứng lại. Xuống xe. Xuống xe. Xuống xe. Nổ xe cho em ơi. Ui cái đậu xanh. Phía sau còn người nha các bạn ơi. Thế thì ghê rồi. Thế thì ghê rồi nha em ơi. Ghê như này ai đỡ nổi. Ồ ngay phía trên, ngay phía trên nhá. Ngay phía trên nha anh em ơi. Ui đậu xanh. Ghê vậy, ghê vậy. Ui ghê vậy. Còn máu cái đã. Làm gì mà căng. Ui đậu xanh. Ui ui. Đậu xanh. Làm gì mà căng. Chỗ nào cũng có người anh em ạ. Gắt quá nhỉ ai chơi. Chỗ trời canh anh em ạ, với lại chỗ phía trên luôn. Thôi xong anh em ạ, bọn này bọn mấy vậy? Bọn này chắc tí mình rít máu mới chạy vào được. Không sao đâu. Ui ui. Tí nữa lại đai bây giờ. Thôi xong anh em ạ, bây giờ chạy nhanh, chạy nhanh. Chạy nhanh vào luôn nhá. Chạy nhanh vào luôn nhá, các bạn ơi, ui, chạy nhanh, chạy nhanh, ui. Chạy nhanh thì may chăng còn sống nơi này, ui. Đậu xanh, đậu xanh bạn ơi, ui, đậu xanh bạn ơi, ui. Đây rồi, ngon. Let's go nào anh em ơi, chạy nhanh. Chạy nhanh. Không lùi bước này. Chạy nhanh vào luôn. Ui. Bạn ơi đừng bắn mình nha, mình sợ. Bạn ơi, mình hết máu rồi. Các bạn ơi đừng bắn mình nhá, mình sợ lắm. Chỗ
nó xem mình ghê quá anh em ạ. Bây giờ là kẹo chẳng có túi máu nào. Thôi xong, hỏng hết cả bánh kẹo rồi. Như này sao chơi hả anh em ơi? Hỏng hết cả bánh kẹo rồi. Đâm ra lại hết máu cơ, buồn ghê vậy. Anh em ơi, cho nó sấy mình ghê quá, bây giờ chẳng còn tí máu nào. Ui, tầm này thì kiếm máu hơi bị khó anh em ơi. Chắc là mình sẽ chạy xuống khu dưới này mà chắc là kiếm được thêm máu nhá. Đấy đấy, cứ chạy xuống khu dưới cái đã. Nào anh em, wow. Đào đâu ra máu bây giờ anh em ơi. Ơi, hỏng hết cả bánh kẹo rồi. Thật sự là mình không kiếm đâu ra được một cái túi máu anh em ạ. Nó quá khó khăn đấy. Thật sự là quá khó khăn các bạn ơi. Hết không còn một tí máu nào. Bây giờ bon thu tại tháp đồng hồ này. Còn lại 11 đứa nữa này. Thì ăn tạm nấm vậy. Không có máu thì ăn tạm nấm thôi. Chứ biết sao giờ hả anh em ơi. Nào nào. Úi dồi ôi đây. Sẽ qua phía này coi. Mọi thứ vẫn đang rất là vắng anh em ạ. Khu này đang vắng mà. Tôi nghĩ là máu khu này cũng chẳng còn đâu. Mình xuống cái khu mà có căn nhà dưới này mới chắc thì còn máu này. Mong rằng là như vậy các bạn ơi. Đây đây. Chết dở rồi. Có xe máy này. Nhanh đi rút máu để còn chạy bo nữa anh em ạ. Ui. Cứ ra trên óc xưởng vậy. Ui. Bắn như vậy ai chơi. Ui bắn như vậy ai chơi anh em ơi. Cái này mình chịu rồi. Thôi xong thôi xong. Đã hết máu rồi lại còn gặp ngay mấy đứa bắn tỉa. Căng thẳng với anh em ơi. Cái này khó khăn quá. Trận này hơi bị khó khăn. Đâm ra là top 1 thì hơi bị khó đấy anh em ạ. Tôi chẳng hy vọng gì về cái top 1 trong trận này. Hơi bị mất hy vọng. Thật ra thì anh em cũng có thể là thấy được cái tình cảnh khó khăn của mình này. Bây giờ là còn lại có 34 máu đây. Hôm nay là mới ăn được cái nấm xong. Bị thằng kia nó bắn cho. Thôi xong thôi xong. Bo thu rồi anh em ơi. Bo thu rồi. Bo thu rồi, chạy bo thôi. Lại phải chạy bo thôi. Ui, chạy nhanh, chạy nhanh. Mãi là mình có chơi nhân vật Kelly đấy. Thật là bọn này nó thu cho để sấp mặt anh em ạ. Bây giờ thứ mình cần là máu cơ anh em ơi. Máu, 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 máu. Mà chắc là phải vào trong tận mo cơ. Đấy, sắp là mình kiếm được máu đấy. Xem là có sát nào hay không thì may chăng là lượt được máu nhá. Xong rồi anh em ạ. Còn lại có 6 đứa này. Nhưng mà máu đâu? Máu đâu rồi anh em ơi, không có máu sao chơi. Ui. Các bạn là nhau càng quá là mình sợ đấy. Mình chẳng có giọt máu nào. Ui, 4 đứa nữa thôi anh em ơi. Không hiểu sao thì kẹo vẫn lọt được vào top 5 ở trong cái ván đấu này. À có máu à. Ui có máu à. Phải không vậy. Ui, ui. Không phải anh em ơi, tôi là máu cơ. Ui dồi ôi, bây giờ chúng nó núp của mình thì chạy bao lâu nhau như này. Thôi xong, có 3 đứa này. Ui máu đâu. Không có giọt máu nào anh em ơi. Phần này kẹo xong rồi. Xong rồi. Ui dồi ôi các bạn ơi. Không thấy một cái hòm sắt nào để lượng máu cơ. Ui 26 máu này. Thôi xong, xong hẳn anh em ạ. Hòm sắt này anh em ơi. Ui. Ui. Đây rồi. Hy vọng của kẹo đây rồi anh em ơi. Hai túi máu này. Ông ngắm đích này. Tuyệt vời. Đây còn máu luôn anh em ơi. Còn máu luôn và nhanh này. Còn mỗi hai túi máu là xong rồi anh em ơi. May là còn có máu mà bơm đấy. Xíu nữa thì kẹo xanh mộ rồi. Được hôm nay có máu này. Wow. Ngon rồi anh em ơi. Có máu rồi. Tuyệt vời. Tuyệt vời các bạn ơi. Không ngờ là chỗ này có máu đấy. Có máu thôi anh em ơi. Ok. Trận này phải gọi là quá khó khăn luôn anh em ạ. Đến máu còn không có mà bơm này. Đây mình sẽ lượm thân đạn xuống chơi nhá. Hay là phía dưới này có một cái đường hầm này. Ngon. Ba đứa nữa này. Ui. Ở bên ngoài các bạn sẽ nhau căng vậy. Mình sợ đấy. Mình sẽ sợ các bạn quá cơ. Mình vào trong bo trước cái đã. Mình không có máu nên là mình sẽ vào trong bo trước cái đã anh em ơi. Ui. Mình đang ở vị trí top 3 rồi.
Không hiểu sao không có máu mà mình vẫn đứng ở vị trí top 3 được. Anh em thấy mình ghê không ạ? À, một đứa. Một đứa đang chạy qua đây rồi nha mày. Ui. Đang chạy qua đây rồi. Nào. Một đứa thì vừa nhảy phía trên xuống này. Ok. Mình biết được vị trí của hai đứa rồi. Rồi nha. Thế là mình đã biết được vị trí của hai đứa rồi nha mày. Bây giờ top 1 thì cũng dễ thôi. Quan trọng là may mắn nữa nha mày. Hai đứa đang đẩy vào rồi. Cứu nhau đi, cứu nhau đi. Đúng rồi, cứu nhau đi. Ok. Ui, cứu nhau đi. What the hell, nó đâu rồi? Đây à, đây à. Ui, đây à, ui, đây à. Ok, như giống nha em ơi. Ui, tuyệt vời. Yes. Qua đã. Ui, top 1 trong khó khăn anh em ạ. Tôi thề với anh em rồi. Trận này tôi quá khó khăn đấy. Vô cùng là khó khăn. Trời ơi, nha em ơi. Trời ơi, top 1 này tuyệt vời. Yes. Ok, như vậy là trận này thì mặc dù là top 1 nhưng mà được hơi ít kill xíu, được có 6 kill thôi anh em ơi. Ây, hơi chán. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.